Diamond Foot của Thái Lan. Đội bóng đã hai lần giành ngôi vô địch liên tiếp ở sân chơi vô địch quốc gia Thái League vào các mùa giải 2020, 2021 và 2021, 2022. Ngày hôm nay thì Diamond Foot xuất phát với đội hình gồm có phụ công mang áo số 8 Kelaya, số 11 chủ công Sasi Papron, số 13 đội trưởng truyền 2 Nusara Tomcom, số 14 là đối truyền Wipawi, số 18 cầu thủ người Shakbi Natasha Sikiris, và số 19 là phụ công Nichakon Bullet. Huấn luyện viên trưởng của Diamond Foot là ông Kitty Kun, chiến lược gia sinh năm 1986, người Thái Lan. Còn đây là đội hình ra quân của Sport Center One. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lần đầu tiên sử dụng đội hình xuất phát trong hai trận đấu liên tiếp mà không có bất cứ sự thay đổi nào. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Trần Thị Bích Thủy, đối truyền Hoàng Thị Kiều Trinh, truyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, chủ công Trần Tú Linh và phụ công Lý Thị Luyến. Chúng ta sẽ là những người phát bóng để mở màn cho trận chung kết ngày hôm nay. Trận đấu mà như chúng tôi đã nói, đó sẽ là lịch sử với hai đội bóng. Trong tất cả các giải đấu của ABC Club từ năm 1999 khi giải đấu được bắt đầu thì chưa có đội bóng nào của Việt Nam lọt vào trận chung kết. Còn với Diamond Foot, đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu vô địch ở giải đấu cấp câu lạc bộ của châu Á này. Năm ngoái họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3, cũng là thành tích tốt nhất của Diamond Foot ở ABC Club. Đoàn Thị Lâm Oanh, truyền hai đang đạt phong độ rất cao trong áo của đội tuyển Việt Nam, là người phát bóng. Điểm đầu tiên đã thuộc về Diamond Foot. Một tình huống phối hợp đánh ở vị trí số 4 rất hiệu quả của các cô gái áo đỏ. Trong trận đấu đầu tiên thì Diamond Foot là những người thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Họ thi đấu trong trang phục áo đỏ quần đen. Còn các cô gái Việt Nam thi đấu bên phần sân B trong trang phục áo vàng và quần đen. Thanh Thúy, bóng chạm tay chắn nhưng bóng vẫn rơi trong phần sân của Sport Center One. Điểm thứ hai liên tiếp dành cho Diamond Foot. Pha bỏ nhỏ của Thanh Thúy vẫn chưa có điểm dành cho Việt Nam. Như vậy là đã có điểm thứ 3 dành cho Diamond Foot. Chúng ta đang nhập cuộc có phần hơi chậm so với đối thủ. Nusara tiếp tục phát bóng. Và ghi điểm khá dễ dàng dành cho đại diện của Thái Lan. Đội hình của Diamond Foot gồm có 4 tuyển thủ quốc gia cộng với truyền 2 huyền thoại Nusara, cầu thủ sinh năm 1985. Năm nay cũng đã sấp xỉ tuổi 40 rồi nhưng vẫn đang giữ được phong độ rất ấn tượng của mình. Lỗi 4 truyền của các cô gái Việt Nam và chúng ta đã mất 5 điểm liên tiếp ngay trong trận đấu mở màn. Một sự khởi đầu đầy thách thức dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và ngay lập tức Sport Center One đã phải xin quyền hội ý lần đầu tiên trong trận đấu này. Trong trận đấu bán kết thì chúng ta cũng đã trải qua một set đấu rất vất vả với những diễn biến mở đầu trước Lightning Đông Hua, và chúng ta đã để thua trong set đấu đó với cách biệt tương đối lớn. Nhưng sau đó thì huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã có những sự điều chỉnh kịp thời để giúp cho các cô gái Việt Nam lội ngược dòng thành công. Ngày hôm nay chúng ta cũng rất hy vọng là các cô gái áo vàng sẽ có được một thế trận tốt. Và vừa rồi thì Thanh Thúy đã giúp cho Sport Center One có được điểm đầu tiên. Cú đánh từ vị trí số 2 của đội trưởng bên phía Sport Center One. Pha dứt điểm trên chắn của Trần Thị Thanh Thúy. Ở thời điểm hiện tại thì Thanh Thúy đang là người ghi được nhiều điểm nhất ở
AVC Club 2023. Trước trận đấu này là 103 điểm và điểm số vừa rồi là 104. Nhưng ngay sau tình huống ghi điểm của mình thì Thanh Thúy đã phát bóng ra ngoài. Ngay sau đó thì các cô gái Thái Lan cũng thực hiện một tình huống phát bóng lỗi. Đó là pha phát bóng của Sasi Papron. Một gương mặt rất quen thuộc đối với những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam. Chủ công đã từng thi đấu cho Gelesimco Thái Bình ở ngay lượt trận vòng 1 của giải vô địch quốc gia năm 2023. Tấn công ở vị trí số 2 nhưng các cô gái Việt Nam chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn đôi của Tú Linh và Bích Thủy. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn sử dụng cặp đôi phụ công là Trần Bích Thủy và Lý Thị Luyến. Cặp đôi phụ công của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Trong khi đó thì hai chủ công là đội trưởng Thanh Thúy và Trần Tú Linh. Chuyền hai là Lâm Oanh và đối chuyền là Kiều Trinh. Bóng ra ngoài nhưng có vẻ như đã chạm tay chắn của chúng ta. Tỷ số được nâng lên 7-3 cho đại diện của Thái Lan. Tichakon sẽ là người phát bóng. Phụ công sinh năm 2001 với chiều cao 1m80. Tình huống tấn công vừa rồi là của Kiều Trinh. Nỗ lực cứu bóng của chuyền hai Lâm Oanh nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Thái Lan. Hướng đánh bóng dọc biên rất chính xác của đội bóng áo đỏ. 8-3 dành cho Diamond Foot và chúng ta sẽ bước vào lượt hội ý kỹ thuật đầu tiên trong trận đấu này. Khoảng cách là 5 điểm khi chúng ta bước vào lượt technical timeout lần đầu tiên của trận chung kết. Rõ ràng là một thử thách lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trận đấu mới chỉ bắt đầu và chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để có thể lật ngược tình thế. Dù lúc này thì Diamond Foot đang có lợi thế về mặt tỷ số trong set 1. Những chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là rất rõ ràng. Bích Thủy sẽ thực hiện nhiều tình huống tấn công ở vị trí số 3. Và vừa rồi là một pha bóng như vậy, một cú đánh lao thành công của Bích Thủy ngay sau những chỉ đạo từ huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Bích Thủy sẽ đánh lao. Tú Linh thì sẽ thực hiện những tình huống đánh biên và đánh len. Chúng ta cùng chờ đợi những tình huống tấn công đẹp mắt của các cô gái Việt Nam. Pha phát bóng của Kiều Trinh. Phòng thủ tốt, đó là tình huống phòng ngự của Thanh Thúy. Bỏ nhỏ, bóng leo lưới. Chắn bóng tốt và điểm thứ 5 dành cho các cô gái Sport Center One. Sau tình huống hội ý kỹ thuật thì chúng ta đã ghi được 2 điểm liên tiếp. Một cú đánh lao của Bích Thủy và lần này thì Tú Linh là người chắn bóng thành công. Kiều Trinh tiếp tục phát bóng. Bóng ra ngoài rồi, rất đáng tiếc. Kiều Trinh là một trong những cầu thủ phát bóng tốt nhất bên phía Sport Center One. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Natasha, ngoại binh có chiều cao 1m93, ngang bằng với đội trưởng Thanh Thúy của Sport Center One. Tiếp tục là một tình huống tấn công ở vị trí số 3 của Bích Thủy. Hàng sau, trọng tài xác định điểm dành cho Diamond Foot. Và tấn công tốt vừa rồi có lẽ là của Sasi Papron. Cầu thủ này là một trong 3 mũi công nguy hiểm nhất bên phía Diamond Foot ở giải đấu năm nay. Cô đã ghi được 65 điểm trước khi bước vào trận chung kết. Thanh Thúy câu trả lời. Đây là Tú Linh. Tú Linh đập bóng tốt ở biên 4 và chúng ta có thêm một điểm nữa.
ngày hôm nay phải đối mặt với một Diamond Foot có sự góp mặt của truyền hai huyền thoại, đó là Nusara. Đương nhiên đây sẽ là một thử thách rất lớn đối với Sport Center One, thực chất là các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong quá khứ chúng ta luôn gặp khó khi đối mặt với người Thái, và bằng chứng ở SEA Games thì chúng ta đã có quá nhiều lần thất bại trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết tranh huy chương vàng. Nhưng ngày hôm nay là một câu lạc bộ của Thái Lan cũng có sự góp mặt của bốn tuyển thủ, một truyền hai huyền thoại, một ngoại binh. Sức mạnh của họ có thể nói là cũng tương đương, có lẽ chỉ thua kém đội tuyển chính, đội tuyển 1 của Thái Lan một chút mà thôi. Nói điều đó để thấy đây sẽ là một thử thách rất khó khăn dành cho Sport Center One, nhưng không phải chúng ta không có cơ hội. Tỷ số bây giờ đang là 7-11. Bích Thủy phát bóng. Không được rồi. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Lâm Oanh và các đồng đội. 12-7. Nusara có một chút khiếu nại với trọng tài chính khi cho rằng trước đó thì các cô gái Việt Nam đã mắc lỗi dính bóng. Và chuyển bóng sau đầu của Lâm Oanh, và đây là tình huống tận dụng cơ hội của Đoàn Thị Lâm Oanh. Ở giải đấu năm nay thì truyền hai của chúng ta đã đạt điểm rơi phong độ rất tốt. Không chỉ có những đường truyền đúng nhịp và tinh tế với sự ổn định tương đối cao, mà Lâm Oanh còn có được những tình huống tấn công rất ấn tượng, làm thay đổi cục diện của trận đấu. Trong những loạt trận đã qua thì trận đấu ít nhất Lâm Oanh ghi điểm cũng được 3 điểm. Và gần đây nhất ở trận bán kết thì Đoàn Thị Lâm Oanh đã ghi được tới 6 điểm. Đây là trận đấu mà có thể nói thành bại tại bước 1. Nếu chúng ta không phá được bước 1 của người Thái thì sẽ rất khó khi họ sở hữu một truyền hai quá đẳng cấp. Thanh Thúy đập bóng cắm sàn từ vị trí số 2. Cú đập bóng vừa rồi mang lại niềm tin và cũng như sự hứng khởi cho các cổ động viên góp mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thanh Thúy chính là sự khác biệt trong đội hình của Sport Center One. Vận động viên đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á, trong đó có Thái Lan, có Đài Loan và cả Nhật Bản. Nhưng vừa rồi thì đối phương vừa có một tình huống chắn bóng tốt để nâng tỷ số lên 14-9. Cú phát bóng của Sasi Papron. Cú phát bóng tấn công rất khó chịu. Tú Linh. Tú Linh đập bóng tốt đổi vào điểm dành cho Việt Nam. Nhiều cổ động viên vẫn thắc mắc việc tại sao ở một giải đấu cấp câu lạc bộ nhưng chúng ta lại cử đội tuyển đi tham dự. Nhưng lật lại lịch sử thì Thái Lan cũng đã từng làm điều đó rất nhiều lần. Họ đã làm điều đó từ năm 2006 với câu lạc bộ Sang Som, thành phần là các tuyển thủ quốc gia, và sau đó là Feder Brown mà sau này đổi tên thành Trang. 7-8 mùa giải liên tiếp ở AVC Club thì Thái Lan đều cử đội tuyển quốc gia dưới bác câu lạc bộ tham dự giải đấu này, và họ đã có được những thành tích, trong đó có 3 năm liên tiếp giành huy chương vàng vào các năm 2009, 2010 và 2011. Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Lần khiếu nại đầu tiên trong trận chung kết. Các cầu thủ của chúng ta cho rằng bóng đã chạm tay chắn ở tình huống vừa rồi. Đúng là bóng đã chạm tay chắn.
Bóng chạm tay chắn của các cô gái Việt Nam. Và điểm được dành cho người Thái. Tú Linh đập bóng không vượt qua được các tay chắn cao lớn bên phía đối phương, trong đó có sự góp mặt của Natasha, vận động viên cao 1m93. Lượt technical timeout lần thứ 2 trong trận đấu này. Trong mỗi trận đấu thì chúng ta sẽ có hai lượt hội ý kỹ thuật kéo dài 60 giây vào thời điểm điểm thứ 8 và 16. Rất hy vọng vào những điều chỉnh kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, người được nói là một chuyên gia chiến thuật với những sự điều chỉnh hợp lý của mình. Lúc này thì các cô gái áo vàng vẫn đang phải đối mặt với một thế trận khó khăn trong set 1. Tichakon phát bóng. Pha tấn công ở vị trí số 3 của Bích Thủy. Pha vào đà không đúng nhịp của Thanh Thúy với nỗ lực thực hiện một tình huống tấn công hàng sau. Tú Linh. Linh cũng chưa thắng được các tay chắn đối phương. Và đây là Thanh Thúy. Lần này thì Thanh Thúy đã ghi điểm cho Sport Center One. Trước đó thì Lâm Oanh và Thanh Thúy đã có một pha phối hợp chưa thực sự ăn ý. Nhưng ở tình huống này thì đội trưởng của Sport Center One đã có một cú đánh chính xác từ sau vạch 3m. Một điểm số rất cần thiết và quan trọng ở thời điểm này cho đội tuyển Việt Nam. 11-16. Nhưng đối phương tấn công rất nhanh. Chúng ta có thể thấy được sự linh hoạt và vô cùng nguy hiểm của Nusara. Chuyền hai huyền thoại sinh năm 1985, người đã từng tuyên bố giải nghệ nhưng cũng đã trở lại, khi mà Nusara vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của ngoại binh người Serbia, Natasha. Tú Linh bỏ nhỏ. Hàng thủ của Diamond Foot đã va vào nhau ở tình huống vừa rồi và họ không thể cứu bóng. 12-17. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Tuấn Kiệt, có vẻ như Phạm Thị Nguyệt Anh sẽ được sử dụng. Như vậy là Nguyệt Anh vẫn sẽ chưa vào sân. Tú Linh và đội trưởng Thanh Thúy vẫn sẽ tiếp tục là những chủ công trên sân lúc này của đội tuyển Việt Nam. Ở giải đấu năm nay thì Thanh Thúy gần như thi đấu toàn thời gian ở trên sân. Cô chỉ ra sân nghỉ ngơi trong chốc lát ở set đấu thứ 3 trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa để nhường lại vị trí cho Tú Linh. Và đập bóng rất khó chịu từ biên 4 của Thái Lan. Đó là tình huống tấn công của Wipawi. Sau lượt trận bán kết thì Wipawi vươn lên là cầu công ghi được nhiều điểm nhất bên phía Diamond Foot với 69 điểm, vượt qua cả Sasi Papron. Thanh Thúy. Và đập bóng chưa đủ lực. Tình huống chắn bóng tốt của Sport Center One. Đó là pha chắn đôi của Lâm Oanh và Bích Thủy. Đối phương vẫn đang duy trì được khoảng cách 5 điểm với chúng ta. Nhưng vẫn còn cơ hội để nghĩ tới một chiến thắng trong set đấu này. Bây giờ thì Nguyệt Anh mới vào sân. Và xử lý hai chuyền rất khó chịu của Nusara. Đó là đẳng cấp của chuyền hai bên phía Diamond Foot. Nusara đã nhiều lần giành danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất ở sân chơi AVC Club, cũng như là cũng đã có những lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải MVP.
19-13. Thanh Thúy. Và đánh bóng tầm cao của Thanh Thúy. Nusara chuyền bóng cho Sasi Papron, nhưng chúng ta đã có một tình huống chắn bóng tốt. 14-19. Cần phải ngay lập tức rút ngắn cách biệt ở thời điểm này, khi xét đấu thứ nhất đã chuẩn bị bước vào giai đoạn nhạy cảm rồi. Đối phương đã có được 19 điểm. Lâm Oanh phát bóng. Đội tấn công dành cho Việt Nam. Thanh Thúy, cú đánh y thành công. Nhưng trọng tài xác định đó là một tình huống bóng ngoài. Ở góc quay vừa rồi thì chúng ta tưởng như Thanh Thúy đã đập bóng trúng vạch biên. Cùng xem lại pha bóng này với tình huống đánh bóng dọc biên. Đúng là bóng đã ra ngoài sân, rất đáng tiếc. 20-14 cho Diamond Foot. Thanh Thúy. Lần này thì Thanh Thúy đã ghi điểm. Và chuyển bóng sau đầu rất hay của Lâm Oanh. Và Thanh Thúy đã có một tình huống tấn công tốt ở vị trí số 2. Bây giờ thì đội trưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ phát bóng. Nhưng lại là một tình huống phát bóng ra ngoài nữa của Thanh Thúy. Tại giải đấu lần này thì phong độ phát bóng của Thanh Thúy không được tốt. Có khá nhiều những tình huống phát bóng ra ngoài của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. Và tấn công tốt vừa rồi là của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh có thể coi là một con bài chiến lược của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tình huống đánh lao rất nhanh của Nguyễn Thị Trinh. So với các phụ công của SportsCenter One ở thời điểm hiện tại thì Nguyễn Thị Trinh là người có khả năng tấn công tốt nhất ở vị trí số 3. 16-21 vẫn đang là khoảng cách 5 điểm. Và tấn công ở vị trí số 2. Và chúng ta chắn bóng tốt. 17-21. Đó là tình huống tấn công của ngoại binh Natasha. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Hàng sau, Thanh Thúy đập bóng tốt và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3 điểm, 18-21. Những hy vọng vẫn còn ở xét đấu này. Những tình huống tấn công trực diện từ hàng sau của Thanh Thúy rất chất lượng. Trong trận đấu gặp hàng chắn cao lớn của Liên Minh Đông Hua, mặc dù gặp nhiều khó khăn ở xét đấu mở màn, nhưng sau đó thì Thanh Thúy đã ghi nhiều điểm từ những tình huống tấn công như vừa rồi. Và đội bạn đã phải xin quyền hội ý. Thanh Thúy chắc chắn sẽ có được danh hiệu chủ công xuất sắc nhất tại ABC Club năm nay. Nhưng liệu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam có được danh hiệu MVP hay không? Thanh Thúy. Trọng tài bắt lỗi dính bóng. Không phải, như vậy là đội tuyển Việt Nam quyết định sử dụng quyền khiếu nại của mình ở tình huống vừa rồi. Ban huấn luyện của chúng ta cho rằng đối phương đã mắc lỗi lưới. Trong lần khiếu nại trước đó thì chúng ta đã không thành công, thì bóng vẫn chạm tay chắn của các cô gái Việt Nam và mất đi một lượt khiếu nại sai. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu chung kết của giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cup VTV Cup năm 2023.
trên kênh truyền hình On Sport News cùng ứng dụng On Plus. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của giải đấu lần này, trận đấu giành được rất nhiều sự quan tâm. Ranh giới là rất mong manh, liệu có lỗi hay không? Công nghệ Video Challenge xác định không có lỗi lưới của hàng chắn Thái Lan ở tình huống vừa rồi. Và điểm được dành cho Nusara và các đồng đội. Chúng ta đã hết lượt khiếu nại ở trong trận đấu thứ nhất này sau hai tình huống khiếu nại sai. Điểm thứ 23 dành cho Diamond Foot. Và một lần nữa thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lại phải sử dụng quyền hội ý. Chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện chúng ta cũng có thể đã nghe thấy. Cần phải duy trì điểm đến của những đường bóng cho những vị trí đang ghi điểm tốt như Thanh Thúy. Thanh Thúy hàng sau. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Sport 21. Tú Linh. Của bạn chắn bóng quá hay. Nỗ lực cứu bóng của đội trưởng Thanh Thúy. Nhưng tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công dành cho Diamond Foot. Và vào đà và bật nhảy quá tốt vừa rồi là của phụ công mang áo số 8. Không phải, thưa quý vị, đó là tình huống đánh bóng của Patiya, chủ công mang áo số 10. Set point cho Diamond Foot. Tú Linh bỏ nhỏ. Tiếp tục là Tú Linh. Tú Linh vừa ghi điểm cho Sport Center One. 19-24. Trong set đấu này thì gần như chỉ có Thanh Thúy là tấn công hiệu quả. Những vị trí như của Tú Linh hay Bích Thủy đang bị hàng chắn đối phương kiểm tỏa một cách rất chặt chẽ. Tình huống đập bóng của Tú Linh và bóng đã chạm tay chắn. Điểm thứ 20 dành cho các cô gái Việt Nam. Và đây cũng sẽ là lượt hội ý cuối cùng của Diamond Foot trong set đấu mở màn này. Một thế trận khó khăn và có lẽ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có thêm những sự điều chỉnh ở quãng thời gian tiếp theo. Vi Thị Như Quỳnh là một cái tên có thể được nghĩ tới. Cầu thủ đã tỏa sáng ở hai lượt đấu gần đây nhất của Sport Center One. Rất nhiều quan chức, trong đó có ông Trần Đức Phấn. Đang góp mặt tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi trận đấu đáng theo dõi này. Thêm một điểm được ghi dành cho các cô gái Việt Nam. Tại giải đấu này thì Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cũng là trưởng ban tổ chức giải.
Và tấn công từ vị trí số 2 và điểm quyết định ở séc mở màn đã thuộc về Diamond Foot. Các cô gái Thái Lan giành thắng lợi với tỷ số 25-21 trong séc đấu thứ nhất. Họ đang có lợi thế trong trận đấu chung kết. Sẽ chỉ có một tấm vé đại diện cho châu Á góp mặt ở giải vô địch các câu lạc bộ thế giới diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Chiếc vé đó sẽ dành cho đội bóng giành chiến thắng ở trận đấu này. Những thông số về mặt chuyên môn chúng ta cũng đã thấy rõ. Khả năng tấn công của hai đội thì ngang nhau với 14 điểm. Nhưng chúng ta mắc lỗi nhiều hơn đối phương một chút. Chính xác là chúng ta mắc lỗi nhiều hơn đối phương và khả năng chắn bóng thì yếu hơn đối phương một chút với tỷ lệ 5 cú block thành công so với 6 của Diamond Foot. Một set thua và thời gian phía trước vẫn còn. Quan trọng là các cầu thủ phải có được sự bình tĩnh, tập trung cao độ và có được sự điều chỉnh kịp thời. Thái Lan phát bóng để mở màn cho set đấu thứ hai. Thanh Thúy đánh biên. Và tấn công đưa bóng ra ngoài sân của các cô gái áo đỏ nhưng bóng đã chạm tay chắn. Vừa rồi là cú đánh của Sasi Papon. Một trong những mũi công hiệu quả nhất bên phía Diamond Foot trong những phút vừa qua. Không được. Pha phối hợp không thành công giữa Nguyễn Thị Trinh và Lâm Oanh. Khả năng thi đấu ở vị trí phụ công của Nguyễn Thị Trinh cũng đã bị mai một đi rất nhiều. Sau khi ở câu lạc bộ, cô bị đẩy sang vị trí chủ công. Thanh Thúy. Pha tấn công hàng sau của Thái Lan. Và tình huống vừa rồi thì Khánh Đang đã không thể phòng thủ bước một. Cú đập bóng rất mạnh của đối phương. Và tỷ số là 3-0 nghiêng về phía Diamond Foot. Trong set 1 thì chúng ta cũng thua liên tiếp ở những điểm số đầu tiên.
Thanh Thùy tấn công ở vị trí số 2. Tú Linh. Ngày hôm nay thì những đường chuyền hai của Lâm Oanh đang chưa đúng tầm với những người đồng đội của mình. Thanh Thùy. Đối phương phòng ngự rất chắc chắn. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Sport Center One. Tiếp tục là Thanh Thùy, lần này thì Thanh Thùy đã ghi điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3. Một cú đập bóng chéo sân rất tốt của Trần Thị Thanh Thùy. Bóng hướng vào vị trí số 1 bên phần sân đối phương. Thanh Thùy phát bóng. Và chạy bài đánh sau đầu rất chất lượng của Diamond Food. Họ lại tái lập khoảng cách 3 điểm. Để theo dõi trọn vẹn trận đấu này, quý vị hãy bật kênh On Sport News thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, hoặc có thể xem trên ứng dụng On Plus. Trên các kênh như YouTube hay Facebook thì quý vị chỉ có thể theo dõi lại trận đấu này mà thôi. Tình huống chắn bóng tốt của Diamond Food, tỷ số được nâng lên 5-1. Kiều Trinh cũng không vượt qua được các tay chắn đối phương. Có lẽ chúng ta cần thêm một yếu tố bất ngờ trên hàng công với sự góp mặt của Vi Thị Như Quỳnh lúc này. Thanh Thùy tấn công hàng sau. Thái Lan thủ bước một rất hay, và họ vừa có được một tình huống xử lý tinh tế để ghi thêm một điểm nữa. Đó là đẳng cấp của người Thái. Sự thay đổi ở vị trí chuyền 2 của Sport Center One. Đoàn Thị Lâm Oanh được rút ra để nhường lại vị trí cho Võ Thị Kim Thoa. Chuyền 2 đang thuộc biên chế của VTV Bình Điền Long An. Và đập bóng rất hay của Hoàng Thị Kiều Trinh. Một tình huống dứt điểm với lực mạnh của đối chuyền bên phía Sport Center One. 2-6, chúng ta đang bị đối phương dẫn trước 4 điểm trong set 2. Điểm dành cho Việt Nam. Pha phối đánh điều chỉnh ở vị trí số 3 không thành công của đội bóng áo đỏ. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Và phòng ngự vừa rồi là của Kim Thoa. Những tình huống điều bóng rất khó chịu của Diamond Food. Vừa rồi là pha xử lý với cảm giác bóng quá tốt của Sasi Papron. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống đẩy bóng về phía cuối sân. Và Thanh Thùy đã không kịp phòng thủ. Độ chính xác gần như là tuyệt đối. Tỷ số bây giờ là 7-3. Phát bóng ra ngoài. Ngay sau khi ghi điểm thì chủ công mang áo số 11 đã mắc lỗi. 4-7. Hai pha tấn công liên tiếp ở vị trí số 4 và Thái Lan đã có điểm. Đó là pha ghi điểm của Wipawi. Wipawi đang là một trong những đối chuyền có phong độ ổn định nhất ở giải đấu lần này. Rất có thể cô sẽ là người được bình chọn là đối chuyền hay nhất ở ABC Club năm nay. Lượt hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set 2 và chúng ta đang bị đối phương dẫn trước 4 điểm. Tỷ số đang là 8-4.
trong trận đấu gặp Liao Ninh Đông Hua ở vòng bán kết thì các cô gái Việt Nam cũng đã thua trong set 1 và bị đối phương dẫn trước trong set 2. Nhưng chúng ta đã lội ngược dòng thành công để đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Hy vọng điều đó sẽ tái lập trong trận đấu ngày hôm nay. Sau đầu, một pha xử lý tốt của Bích Thủy. Tỷ số bây giờ là 5-8. Tú Linh sẽ là người phát bóng. Tú Linh và Lâm Oanh đang là những người phát bóng có chuỗi lên điểm dài nhất bên phía Sport Center One trong những trận đấu vừa qua. Ngay ở tình huống phát bóng đầu tiên của cầu phát bóng vừa rồi thì chủ công áo số 20 lại phát bóng ra ngoài. Nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đang thi đấu chưa đúng với phong độ của mình. Một phần cũng vì chúng ta đang chạm trán với một đối thủ quá mạnh. Bóng ngoài. Giải bần phút cũng phát bóng ra ngoài. Như vậy là tổ trọng tài đang thiếu nhất quán trong đường bóng vừa rồi. Như vậy là trọng tài số 1 cho điểm Thái Lan. Bóng vẫn trong sân và họ thậm chí còn không cần phải khiếu nại. Nhưng ngay lập tức thì chúng ta đã giành lại quyền phát bóng. Tỷ số là 6-10. Đã có lỗi lưới của các cô gái Việt Nam. 11-6. Vẫn đang là một thế trận rất khó khăn dành cho Thanh Thúy và các đồng đội. Chúng ta vẫn chưa thể tìm ra phương án hóa giải những đường truyền linh hoạt với tốc độ cao của Nusara. Cần phải có những tình huống phá bước một tốt hơn để Nusara không có được những đường truyền thuận lợi sau đó. Và đập bóng tốt ở vị trí số 4 của Trần Thị Thanh Thúy. Thanh Thúy luôn là đầu tàu, biết cách tỏa sáng ở đúng thời điểm để gánh vác trọng trách cho Sport Center One cũng như là đội tuyển Việt Nam. Đẳng cấp của Thanh Thúy là không phải bàn cãi. Bóng đã chạm mép lưới và mang lại một tình huống ghi điểm có phần may mắn cho các cô gái Thái Lan. Mười hai bảy. Pha tấn công ở vị trí số 3 không thành công của Kiều Trinh. Thanh Thúy rất cố gắng để cứu bóng ở tình huống vừa rồi. Và cơ hội vẫn còn. Sự nỗ lực của Thanh Thúy đã được đền đáp với một tình huống ghi điểm của Sport Center One. Thật sự đáng khâm phục cho tinh thần của các cô gái Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống nỗ lực bay người cứu bóng như những vận động viên bóng chuyền bãi biển của Trần Thị Thanh Thúy. Và sau đó thì những người đồng đội của cô đã có một pha chắn bóng thành công để giúp cho Sport Center One ghi điểm. Kiều Trinh và Nguyễn Thị Trinh cùng nhau giáp chắn. Thanh Thúy tấn công sau vạch 3m. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho đội tuyển Việt Nam. 9-12. Ngày hôm qua thì rất nhiều những cổ động viên sau khi theo dõi trận bán kết giữa Sport Center One và Liao Ninh Đông Hua đã ngay lập tức vòng ra cửa và xếp hàng để chờ đợi mua tấm vé cho trận đấu chung kết ngày hôm nay. Mặc dù phải tới 8 giờ sáng ngày hôm nay thì ban tổ chức mới tiến hành bán vé. Chúng ta có thể thấy được tình yêu của các cổ động viên dành cho bóng chuyền.
và tất cả đều khao khát để có thể chứng kiến thời khắc lịch sử của bóng chuyền Việt Nam. Phát bóng của Thanh Thúy. Đối phương vừa có một pha tấn công tốt ở vị trí số 3. Khả năng chuyền bóng ổn định của Nusara giúp cho các cầu công của Diamond Foot có được những tình huống tấn công chính xác và dễ dàng hơn. Nusara phát bóng. Sau đầu đánh của Kiều Trinh và sau khi bóng đập tay chắn thì Thanh Thúy đã không kịp phản xạ để phòng thủ. Tài xác định đó là một tình huống đánh bóng ra ngoài của Nguyễn Thị Trinh. Và ban huấn luyện của chúng ta đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại khi nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn của đối phương. Tiếp tục là một tình huống khiếu nại không thành công của chúng ta. Ngày hôm nay thì những tình huống sử dụng quyền challenge của chúng ta chưa thực sự hợp lý. Nusara tiếp tục phát bóng. Và hợp đánh lao của Nguyễn Thị Trinh nhưng chưa có điểm cho Sport Center One. Đây là Tú Linh. Tú Linh ghi điểm. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương với cầu phát bóng của chuyền hai Nusara. Tỷ số bây giờ là 10-15. Khả năng tấn công rất nhanh và linh hoạt của Diamond Foot khiến cho hàng thủ của Sport Center One gặp quá nhiều khó khăn. Điểm thứ 16 dành cho đại diện của Thái Lan. Và chúng ta sẽ bước vào lượt technical timeout lần thứ 2 trong set đấu này. Trước khi bước vào giải đấu lần này thì thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu lọt vào top 4. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã vượt qua được mục tiêu đề ra ban đầu. Nhưng khi đã có mặt trong trận đấu chung kết này thì không một đội bóng nào muốn thua cả. Cơ hội vẫn còn phía trước. Nhưng chúng ta cần có sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời để lật ngược tình thế trước một đội bóng mạnh như là Diamond Foot, những người đang chơi tốt trong trận đấu này. Và tấn công hàng sau của Thanh Thúy.
Những tình huống tấn công liên tiếp ở biên 4 của các cô gái Thái Lan. Và đây sẽ là cơ hội dành cho SportsCenter One. Tú Linh đánh biên. Đội bạn phòng ngự rất tốt. Ngày hôm nay thì chủ công Sasi Papron vẫn có được những tình huống kết thúc thực sự là rất tinh tế và chính xác. 17-10. Thanh Thúy pha đập bóng sau vạch 3m với một tình huống đóng dấu đối với Sasi Papron. Và đập bóng rất mạnh từ hàng sau của Thanh Thúy. Mười một mười bảy. Hướng phát bóng ra ngoài của Đoàn Thị Xuân. Rất đáng tiếc cho các cô gái Việt Nam. Lúc này thì chúng ta cần phải chắt chiu từng cơ hội. Đối phương đã tạo ra cách biệt 7 điểm rồi. Vị Thị Như Quỳnh ngay ở tình huống đầu tiên chạm bóng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thì cô gái người Nghệ An đã ghi điểm. Lúc này thì trên sân có hai cầu thủ đang thi đấu cho Than Quảng Ninh là Như Quỳnh và Đoàn Thị Xuân, đều là những học trò lâu năm của huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Thanh Thúy. Và đập bóng từ biên 4 đưa bóng ra ngoài sân rất xa. Đó là tình huống kết thúc của Wipawi. Đối phương lại quyết định sử dụng quyền khiếu nại khi họ nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn. Khiếu nại chính xác của Diamond Foot. Điểm dành cho đội bóng Thái Lan. 19-12. Và tấn công từ sau vạch 3m của Như Quỳnh. Đối phương cũng có một tình huống đánh bóng hàng sau và Sasi Papron đã ghi điểm. 20-12. Lại là một cách biệt lớn mà Diamond Foot tạo ra trước các cô gái SportsCenter One trong set 2. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang có sự thay đổi. Trà Giang sẽ được sử dụng. Trà Giang vào sân thay cho Bích Thủy. Hướng đập bóng chéo sân của Thanh Thúy và điểm dành cho các cô gái Việt Nam. 1 đánh bóng ngắn rất hay của đội trưởng bên phía SportsCenter One. 13-20. Trà Giang phát bóng. Chúng ta vừa được thưởng thức một pha xử lý hai chuyền nhạy cảm của Nusara. Đó là đẳng cấp của Nusara, một trong những chuyền hai hàng đầu thế giới. Hai mươi một mười ba. Nusara chính là nhân tố đáng sợ nhất bên phía Diamond Foot. Thanh Thúy tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội trưởng của SportsCenter One, vẫn chưa có điểm. Sau đầu bóng tiếp tục được đưa tới vị trí của Thanh Thúy nhưng đối phương cũng phòng ngự tốt.
Bỏ nhỏ, rất hay. Cuối cùng thì điểm đã thuộc về Việt Nam. Một loạt những tình huống bóng bền, có thể nói là toát mồ hôi với cầu thủ đôi bên. Nhưng sau cùng thì chúng ta đã ghi được điểm với pha xử lý tinh tế vừa rồi của Trần Thị Thanh Thúy. Pha chạm bóng rất khéo léo ở biên 4. 14-21. Lại thêm một tình huống xử lý hai chuyền hay nữa của Nusara. Không ai khác, Nusara sẽ là chuyền hai xuất sắc nhất ở ABC Club năm nay. Trần Thị Thanh Thúy, cú đập bóng tốt của đội trưởng Sport Center One. 15-22. Thanh Thúy vừa phát bóng ra ngoài. Như chúng tôi đã nói, phong độ phát bóng của Thanh Thúy ở giải đấu lần này là không tốt. Rất nhiều những tình huống mà đội trưởng của Sport Center One đã phát bóng lỗi. Nhưng Thanh Thúy vẫn là người ghi điểm cao nhất ở giải đấu năm nay. Và bỏ nhỏ cực kỳ khó chịu của Diamond Foot. Tình huống đánh chồng của Diamond Foot và họ đã mắc lỗi lưới. Điểm dành cho các cô gái Việt Nam. 16-23. Người đã bị bắt lỗi ở tình huống vừa rồi là chủ công Sasi Papron. Đập bóng cắm sàn ở vị trí số 2. Ngày hôm nay thì chủ công mặc áo số 11 đang duy trì hiệu suất ghi điểm rất cao và Diamond Foot lại đang đứng trước rất nhiều cơ hội để có thể giành set point. 24-16. Pha đập bóng với lực không quá mạnh nhưng đủ độ hiểm của Thanh Thúy để giúp cho các cô gái Việt Nam có thêm một điểm nữa. Cho tới thời điểm này, trước một hàng thủ vững chắc của Diamond Foot thì gần như chỉ có Thanh Thúy là mũi công có thể ghi điểm. Và đối phương vừa có được điểm kết thúc ở set đấu thứ hai với phần thắng 25-17 trong set đấu này. Tỷ số sẽ là 2-0 dành cho Diamond Foot của Thái Lan trong trận chung kết với Sport Center One của Việt Nam. Thử thách quá lớn cho thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Chúng ta đang thua trước 0-2. Và trong suốt cả hành trình tại giải đấu lần này, chưa có trận đấu nào mà các cô gái Sport Center One bị đối phương dẫn trước 2 set cả. We'll be right back.
Tiếp tục là những con số thống kê thể hiện sự vượt trội của Diamond Foot trong set đấu thứ hai. Họ chắn bóng tốt hơn, mắc ít lỗi hơn và hiệu suất tấn công cũng cao hơn so với chúng ta. Và đội bóng Thái Lan cũng đã có được một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm ace đầu tiên trong trận đấu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ 3, trận chung kết của giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Thái Lan là những người có được điểm đầu tiên sau tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Tichakon. Tichakon Bunlep, phụ công sinh năm 2001, là em của Tichaya Bunlep, vận động viên đang thi đấu ở vị trí chuyền 2 cho Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Cú đập bóng mạnh ở vị trí số 2 vừa rồi của Như Quỳnh đã giúp cho chúng ta san bằng tỷ số 1-1. Ở giải đấu lần này thì chưa khi nào chúng ta thua trước hai set cả. Còn với Thái Lan, họ đã có một lần thắng trước hai set nhưng sau đó thua ngược 3-2. Đó là trong trận đấu tại vòng bảng với An Tây. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Đăng. Pha phối hợp đánh lên rất hay của Diamond Foot. Người vừa kết thúc là chủ công Patia. Bóng không thành công. Điểm thứ 3 dành cho Thái Lan. Phía chút nữa thì Nguyễn Thị Trinh và Tú Linh đã có thể phòng thủ thành công. Như vậy là set đấu thứ 3 này chúng ta có thể thấy một sự điều chỉnh rất lớn của huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Ông đã đưa đội trưởng Thanh Thúy sang đánh ở vị trí đối chuyền. Trên sân đang là hai chủ công Tú Linh và Vi Thị Như Quỳnh. Và vừa rồi là pha ghi điểm của Trần Tú Linh. Tỷ số được rút ngắn 2-3 cho Sport Center One. Việc đưa đội trưởng Thanh Thúy sang vị trí đối chuyền và sử dụng hai chủ công Tú Linh và Vi Thị Như Quỳnh có lẽ là miếng chiến thuật cuối cùng mà huấn luyện viên Tuấn Kiệt tung ra trong trận đấu với Diamond Foot, khi mà chúng ta vẫn đang có một thế trận đầy khó khăn trước đại diện của Thái Lan. Đánh vừa rồi là của Lý Thị Luyến. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Vẫn chưa có điểm cho các cô gái Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta đã ghi điểm. Một tình huống tấn công ở vị trí số 2 không thành công của Diamond Foot. Bóng thậm chí còn chưa qua lưới. Bóng đã chạm tay chắn nhưng lại đi ra ngoài. Rất đáng tiếc cho Sport Center One. Tỷ số bây giờ là 5-3 nghiêng về phía đại diện Thái Lan. Phát bóng không qua lưới. Đổi vào điểm dành cho các cô gái Việt Nam. Với những nền bóng chuyền phát triển, những cường quốc bóng chuyền thì các câu lạc bộ của họ cũng mạnh tương đương đội tuyển quốc gia, thậm chí là đôi khi còn mạnh hơn khi họ có sự bổ sung của các ngoại binh.
những đội bóng tại Thái Lan, tại Nhật Bản, tại Trung Quốc. Những câu lạc bộ của họ thực sự là rất mạnh, so với, có thể nói là so với cả đội tuyển Việt Nam nữa. Thái Lan cũng đã từng đưa các đội tuyển dưới mắt các câu lạc bộ đi thi đấu ở AVC Club và họ cũng đã thành công với chiến thuật này. Thanh Thúy tấn công hàng sau. Đối phương phòng ngự rất hay. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Sport Center One. Như Quỳnh ghi điểm. Chúng ta cần nhiều hơn những tình huống dứt điểm như vừa rồi, giống như của Vi Thị Như Quỳnh. Quyết đoán và đầy uy lực. Những tình huống giúp cho các đồng đội lên tinh thần rất nhiều. Và phối hợp đánh chồng rất hay của các cô gái Việt Nam. Tỷ số bây giờ là 5-6. Pha bỏ nhỏ của Như Quỳnh. Vị thị Như Quỳnh, bóng chạm tay chắn và nảy đi rất xa. Một vận động viên chủ công có khả năng đập bóng mạnh như Như Quỳnh sẽ tạo nên những sự khác biệt khi hàng chắn của Thái Lan đang hoạt động tốt. Vừa rồi thì chúng ta có thể thấy trên khán đài của nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có sự xuất hiện của ông Lê Chí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng Chuyền Việt Nam. Rất nhiều quan chức đang dõi theo và ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu lịch sử của bóng chuyền Việt Nam. Và bắt bước 1 của Tú Linh. Nhưng sau đó thì Nguyễn Thị Trình đã không có được một tình huống chuyền bóng thuận lợi cho Như Quỳnh. 8-6, technical timeout lần thứ nhất trong set 3. Ở set đấu này thì khoảng cách mà đối thủ tạo ra trước các cô gái Việt Nam chỉ là 2 điểm khi bước vào lượt hội ý kỹ thuật đầu tiên. Nhưng lợi thế vẫn đang thuộc về Diamond Foot. Diamond Foot ngoài việc có được sự trở lại của truyền hai huyền thoại Nusara, họ có Wipawi, đối truyền hay nhất tại giải vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải vừa qua, chủ công hay nhất mùa giải Sasi Papron, phụ công hay nhất Tichakon Bullet. Cùng với sự góp mặt của các ngoại binh, và lần này đến Việt Nam thì họ còn chưa mang hết các ngoại binh của mình tới Vĩnh Phúc. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Bóng ngoài rồi. Đường tấn công sau vạch 3 mét của Trần Thị Thanh Thúy. Việc đẩy Thanh Thúy sang vị trí đối chuyền cũng khiến cho Lâm Oanh sẽ phải điều chỉnh rất nhiều trong những tình huống đưa bóng cho đội trưởng của Sport Center One. Nhưng khi mà hai set đấu thứ nhất chúng ta đã hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự của Diamond Foot, thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang buộc phải có những sự điều chỉnh. Bóng không qua lưới. Vị trí không thể thay thế Trần Thị Thanh Thúy như chúng tôi đã nói. Thi đấu gần như tất cả thời gian của các trận đấu đã qua, gần như không rời sân một phút nào. Chỉ có duy nhất một khoảnh khắc ở set đấu thứ 3, trận gặp King Will Taipei, Thanh Thúy ra sân để nghỉ ngơi một chút và nhường vị trí cho Tú Linh, khiến cho số 3 của chúng ta cũng nhiều thời điểm hụt hơi và đuối sức. Nhưng Thanh Thúy vẫn đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đến lúc này thì chỉ có những ngôi sao như Thanh Thúy mới có thể trở thành đầu tàu và kéo các đồng đội trở lại
để lật ngược tình thế. 70 trong set đấu thứ 3. Đánh bóng ra ngoài. Đó là tình huống kết thúc của Patiya, chủ công mang áo số 10. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Tú Linh khi đối phương có một cú đập với lực quá tốt. Một cú đánh khiến cho chủ công mặc áo số 20 ê ẩm. 11-8. Nusara phát bóng. Chắn bóng tốt và đó là pha chắn bóng thành công của đội trưởng Thanh Thúy. 9-11. Chúng ta không còn bị đối phương bỏ cách một khoảng cách xa ngay từ thời điểm đầu set đấu nữa. Đây cũng có thể coi là một sự cải thiện tích cực. Cú phát bóng của Như Quỳnh. Có thể thấy được những tình huống xử lý bóng rất khó chịu của Sasi Papron, nhưng chúng ta vừa có được một pha tấn công tốt để rút ngắn tỷ số xuống 10-11. Lúc này thì thực sự các cô gái Việt Nam đang rất cần tới sự cổ vũ của người hâm mộ. Một tình huống kết thúc xuyên chắn của Trần Tú Linh. Tú Linh đã có quãng thời gian dài thi đấu như một vận động viên phòng ngự. Do đó kỹ năng xử lý bước một của chủ công này cũng ổn hơn nhiều so với các chủ công khác. Đánh nhanh chưa có điểm của Nguyễn Thị Trinh. Đây là Thanh Thúy. Nỗ lực cứu bóng của Diamond Foot và họ đã thành công. Nhưng cơ hội tấn công dành cho Sport Center One sẽ đến ngay sau đây. Bỏ nhỏ. Vẫn chưa có điểm. Tú Linh. Tú Linh đánh bóng dọc biên. Và trọng tài xác định đã có lỗi lưới của cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. 11-12. Những tín hiệu lạc quan hơn đã đến với các cô gái Việt Nam. Chúng ta đã tạo ra một thế trận rượt đuổi đối phương ngay từ những phút đầu của set đấu. Không còn bị bỏ cách xa như ở set 1 và set 2 nữa. Nhưng đây đã là set đấu quyết định rồi và chúng ta cần phải vượt lên và giành thắng lợi để tiếp tục nuôi hy vọng. Trọng tài số 2 xác định bóng ra ngoài, điểm dành cho Việt Nam, 12-12. Và với những tình huống mất điểm liên tiếp vừa rồi thì Diamond Foot đã phải xin hội ý ở trong set đấu thứ 3 này. Huấn luyện trưởng của Diamond Foot, Kitty Kuhn, hay được biết đến với biệt danh là Cake, là một gương mặt rất quen thuộc với những người yêu mến bóng chuyền Đông Nam Á. Cựu tuyển thủ quốc gia của đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan, cầu thủ thi đấu trong chiếc áo số 9, đã 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games từ năm 2011 cho tới năm 2017. Và Kitty Kuhn cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vào năm 2021. Bây giờ thì đang cầm quân ở Diamond Foot. Thanh Thúy. Bóng ngoài rồi. Rất đáng tiếc. Thể lực của Thanh Thúy cũng đã suy giảm đáng kể. Chúng ta có thể thấy gương mặt khá mệt của đội trưởng bên phía Sport Center One. Trợ lý huấn viên Nguyễn Trọng Linh vừa sử dụng quyền khiếu nại block touch
Thì nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn của Diamond Foot. Không chạm tay chắn rồi. Ngày hôm nay thì hầu hết những tình huống khiếu nại của chúng ta đều đã không thành công. Chỉ còn lại một lượt khiếu nại sai cho trận đấu thứ ba này dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống xử lý bước một không thành công của Trần Tú Linh. Tình huống phát bóng liệm rất khó chịu. Những cú phát bóng bay, bóng đi nhẹ nhưng liệm cũng là những tình huống phát bóng phá bước một, giống như những gì mà Lâm Oanh của chúng ta cũng đã làm được. Khánh đang phòng thủ thành công. Tú Linh đánh y thành công và điểm dành cho Việt Nam. Tình huống kết thúc ở vị trí số 4 với cú đánh dọc biên của Trần Tú Linh. 13-14. Ở set đấu này thì Trần Tú Linh đang ghi được khá nhiều điểm. Chắn bóng tốt và Việt Nam san bằng tỷ số 14-14. Đây chính là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi. Sau một khoảng thời gian thi đấu với các nội binh thì bây giờ Diamond Foot đã sử dụng ngoại binh Natasha trở lại. Đối chuyền có chiều cao 1m93 và cũng là người bật đà bật chắn tốt nhất bên phía Diamond Foot. Một lần nữa thì người Thái lại vượt lên dẫn trước. 15-14. Natasha phát bóng. Đây là cầu thủ sinh năm 1995, có khả năng bật đà 3m và bật chắn 2m90. Và bỏ nhỏ rất khó chịu vào lỗ đồng xu của các cô gái Diamond Foot. Một tình huống tấn công ở vị trí số 2. Lượt hội ý kỹ thuật lần thứ 2 trong set 3 và đối phương vẫn đang dẫn trước chúng ta với khoảng cách 2 điểm. Ở lượt technical timeout lần thứ nhất set đấu này, đối thủ cũng dẫn chúng ta với tỷ số 8-6. Còn bây giờ là 16-14. Huấn luyện Tuấn Kiệt yêu cầu các học trò của mình cần phải có thông tin với nhau nhiều hơn, đặc biệt là với những tình huống phòng thủ trên lưới. Rõ ràng là trong trận đấu ngày hôm nay thì hàng thủ của đội bóng Thái Lan chơi ổn định và chắc chắn hơn chúng ta khá nhiều. Natasha tiếp tục phát bóng. Liên tiếp những tình huống tấn công của Diamond Foot. Đây là cơ hội phản đòn dành cho chúng ta. Thanh Thúy liên tiếp hai tình huống tấn công sau vạch 3m của đội tuyển Việt Nam với những cú đập bóng của Như Quỳnh, và sau cùng thì Trần Thị Thanh Thúy đã ghi điểm. 15-16. Trước đó thì Diamond Foot đã liên tục đẩy chúng ta vào thế phải phòng thủ với những tình huống đánh bóng tới vị trí của libero Khánh Đăng. Bóng ngoài, tỷ số được san bằng 16-16. Đó là cú đập bóng sau vạch 3m đưa bóng ra ngoài sân của Sasi Papron. Mũi công lợi hại và hiệu quả nhất của Diamond Foot trong trận đấu này. Và phía Thái Lan đã quyết định sử dụng quyền challenge. Ngày hôm nay thì những tình huống khiếu nại của họ khá chính xác.
Phía Thái Lan nghĩ rằng cú đập bóng vừa rồi của chủ công mang áo số 11, bóng vẫn trong sân. Chúng ta không nhìn thấy đường bóng nhưng công nghệ video challenge ai xác định rằng bóng đã ra ngoài rồi. Tú Linh phát bóng. Tỷ số đang là cân bằng ở set đấu này. Đưa bóng ra biên, đánh bóng không qua lưới. Và đó là pha kết thúc của Wipawi. Trong đội hình của Diamond Foot có 3 cầu thủ thi đấu ở vòng 1 giải vô địch quốc gia của chúng ta vừa qua là Wipawi đánh cho Ninh Bình, và Sasipapron đánh cho Thái Bình, cũng như là Kutai Song đánh cho Vietinbank. Tiếp tục có điểm dành cho các cô gái Việt Nam. Những khoảnh khắc hiếm hoi mà chúng ta đang dẫn điểm trước người Thái 18-16 rồi. Đánh đưa bóng đi chạm cột anten của Wipawi. Và một lần nữa thì ban huấn luyện của Diamond Foot lại phải xin dừng xét đấu để hội ý. Có lẽ đây là xét đấu khó khăn nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ mà họ đang phải đối mặt. Không còn cách nào khác, chúng ta buộc phải thắng trong set đấu này để tiếp tục nuôi hy vọng. Đang có một chút lợi thế dành cho Sport Center One ở thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng các cô gái vàng của chúng ta sẽ tận dụng được cơ hội này để giành chiến thắng trong set 3. Tú Linh sẽ tiếp tục là người phát bóng. Và xử lý hai chuyền khó chịu của Nusara. Thanh Thúy tấn công hàng sau ghi điểm. Tỷ số được tăng lên 19-16 cho đội tuyển Việt Nam. Bầu không khí tuyệt vời tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Và hy vọng rằng các cổ động viên của chúng ta cũng sẽ chơi bóng hưng phấn hơn với những tiếng hò reo vừa rồi của các cổ động viên. Một sự phấn khích lớn lao cho Thanh Thúy và các đồng đội sau khi ghi được điểm vừa rồi. Tiếp tục là Tú Linh. Vẫn có thể phòng thủ. Thanh Thúy! Điểm dành cho Việt Nam! 20-16 trong trận đấu thứ 3. Dường như Thanh Thúy đang dồn tất cả sức mình trong từng đường bóng một. Liên tục những tình huống ghi điểm từ sau vạch 3m của đội trưởng bên phía Sport Center One. Đối phương tấn công quá tốt ở vị trí số 4 với tình huống đập bóng có lẽ là của Wipawi. Mạch lên điểm liên tiếp của Sport Center One đã bị chặn đứng. Cú phát bóng của Tú Linh vừa rồi đã kéo một mạch lên 6 điểm cho các cô gái Việt Nam. Như Quỳnh bỏ nhỏ rất hay. Pha xử lý tinh tế của Vi Thị Như Quỳnh. 21-17. Tuyệt vời các cô gái Việt Nam. Chiến thuật của huấn luyện viên Tuấn Kiệt đang phát huy tác dụng trong set đấu thứ 3 khi đưa Thanh Thúy sang vị trí đối chuyền. Và hai chủ công là Như Quỳnh cũng như là Tú Linh. Pha dứt điểm chéo sân với tình huống đánh bóng ở vị trí số 4 của Sasipapron. Những tuyển thủ quốc gia của Thái Lan vẫn giữ hiệu suất ghi điểm rất ổn định. Đó là Sasipapron cũng như là Wipawi. Như Quỳnh! Điểm cho Việt Nam. Hai đội đang giành nhau từng điểm một. 22-18 và chúng ta đang duy trì được cách biệt 4 điểm với đối thủ.
Có lẽ người Thái cũng đã bắt đầu cảm nhận được áp lực rồi. Áp lực từ trên khán đài và cả áp lực dưới sân nữa. Họ dễ dàng có được thắng lợi trong hai set đầu, nhưng đây là set đấu khó khăn nhất của Diamond Foot kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Natasha. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Đoàn Thị Lâm Oanh. Cầu phát bóng liên tục được xoay chuyển khi mà mỗi đội lần lượt đều chỉ có được một điểm mà thôi. Nusara phát bóng. Thanh Thúy, điểm dành cho Việt Nam, 23-19. Hai điểm nữa thôi, chúng ta sẽ có được xét thắng đầu tiên trong trận chung kết và tiếp tục mở ra hy vọng có thể giành được danh hiệu tại ABC Club năm nay. Mặc dù đó vẫn sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hãy cứ mơ đi. Còn nước còn tát, Thanh Thúy và các đồng đội đang chiến đấu bằng tất cả tinh thần và sự quả cảm của mình. Bây giờ sẽ là Nguyệt Anh phát bóng. Cơ hội dành cho Việt Nam. Thanh Thúy xử lý bằng tay trái, chưa có điểm. Tiếp tục là Thanh Thúy. Natasha tấn công Yên. Chúng ta chắn bóng tốt và điểm thứ 24 dành cho Sport Center One. Có tới 5 cơ hội giành set point cho đoàn quân của huấn luyện Nguyễn Tuấn Kiệt trong set đấu này. Ngoại binh người Serbia đã bị rút ra. Và rõ ràng là ban huấn luyện của Diamond Foot cũng đã cảm nhận được rất nhiều áp lực khi liên tiếp phải xin hội ý trong set đấu thứ 3. Chúng ta xử lý bước 1 và bước 2 không tốt của đối thủ, nhưng ở tình huống vừa rồi thì chủ công Patia đã có một cú đánh bóng quá chính xác. 20-24. Pha xử lý rất nhạy cảm của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Diamond Foot. Áp lực dành cho Sasi Papron. Trần Thị Thanh Thúy. Điểm quyết định trong set 3 dành cho các cô gái Việt Nam. 25-20 là phần thắng trong set này dành cho Sport Center One. Chúng ta đã có được một set thắng trước người Thái. Những tín hiệu tích cực đã trở lại. Dù cho chúng ta vẫn đang bị đối phương dẫn trước, nhưng việc giành được thắng lợi với khoảng cách 5 điểm trong set đấu này thực sự là mang tới quá nhiều sự phấn khích cho người hâm mộ. Chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng, không ngừng hy vọng, và còn nước thì vẫn sẽ còn tát. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Diamond Foot. Và set đấu thứ tư tiếp theo sẽ là set đấu chắc chắn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. We'll be right back.
Trận đấu thứ ba có thể thấy hiệu suất tấn công của hai đội cũng không chênh lệch nhau là bao. Khả năng tấn công của chúng ta chỉ nhìn hơn đối thủ một chút. Mặc dù hai đội cùng ghi được 14 điểm trong những tình huống tấn công của mình, hiệu suất tấn công của chúng ta là 38,89%, còn đối phương là 36,84%. Xét ba là xét đấu mà các cô gái Việt Nam đã chắn bóng tốt hơn đối phương với 4 tình huống block ghi điểm, trong khi người Thái chỉ có 1 điểm block. Và đối phương cũng là những người mắc nhiều lỗi hơn so với Sport Center One. Họ mắc 7 lỗi so với 4 của chúng ta. Và chúng ta đã có được xét thắng để buộc người Thái ít nhất phải chờ đợi xét đấu thứ tư này. Tinh thần của các cô gái Việt Nam đang lên cao và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục có được một màn trình diễn tốt trong trận đấu tiếp theo. Đây là trận đấu lịch sử đối với cả Diamond Foot cũng như là đội tuyển Việt Nam. Việc lọt vào chung kết đều là thành tích tốt nhất mà hai đội bóng này có được ở sân chơi vô địch câu lạc bộ châu Á. Và đập bóng quá uy lực của Trần Thị Thanh Thúy. Và lần đầu tiên trong trận đấu này chúng ta là những người ghi điểm trước trong một set đấu. Khi mà niềm tin đã trở lại thì chúng tôi nghĩ rằng các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể làm được mọi điều. Như Quỳnh phát bóng. Và đập bóng tốt của Tú Linh. Tỷ số được nâng lên 2-0. Bây giờ thì chúng ta đã quen hơn với việc Sport Center One dẫn trước Diamond Foot, điều mà chúng ta không được nhìn thấy ở set đấu thứ nhất và thứ hai. Và tấn công sau vạch 3m rất chính xác của Wipawi. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho Diamond Foot. Điểm đầu tiên của Thái Lan trong trận đấu này. Đây là cầu phát bóng của Nusara. Sau đầu, Thanh Thúy ghi điểm và tỷ số được nâng lên 3-1 cho các cô gái Việt Nam. Những điều chỉnh chiến thuật của huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã phát huy tác dụng khi đưa đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy sang đánh ở vị trí đối chuyền. Tú Linh và Vi Thị Như Quỳnh chơi vị trí chủ công và chúng ta đang chỉ tập trung tấn công ở 3 mũi công này, gần như bỏ hoàn toàn cầu công là các phụ công. Hướng chắn bóng tốt của các cô gái áo vàng. Tiếp tục có thêm một pha chắn bóng thành công nữa. Tình huống chắn đôi của Thanh Thúy và Bích Thủy. Một người cao 1m93 và một người cao 1m84. Một hàng chắn sừng sững ở khu vực giữa lưới khiến cho tình huống tấn công của Thái Lan đã bị chặn lại. Đánh bóng ra ngoài. Tỷ số được nâng lên 5-1 cho các cô gái Việt Nam. Bắt đầu có những sự chệch choạc nhất định trong đội hình của Diamond Foot rồi. Những cầu thủ tấn công của họ cũng không còn có được hiệu suất ghi điểm cao như thời điểm hai set đầu nữa. Và ngay lập tức huấn luyện viên KX đã phải xin dừng xét đấu để hội ý. Dù biết rằng người Thái với bóng chuyền nữ họ kỵ dơ so với chúng ta. Họ đẳng cấp cao hơn và thực sự là một đối thủ khó chơi đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng rõ ràng là họ đang cảm nhận được rất nhiều những áp lực trong trận đấu này. Muốn thắng Sport Center One cũng không hề đơn giản. Các học trò của viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang gửi thông điệp đó tới Diamond Foot. Phòng thủ tốt. Cơ hội tấn công dành cho Tú Linh. Bỏ nhỏ. Chưa có điểm. Đây sẽ là cơ hội dành cho các cô gái Việt Nam. Tiếp tục là Tú Linh. Ta đã mắc lỗi lưới và thậm chí ở tình huống vừa rồi thì các cô gái Sport Center One cũng không thể phòng thủ trước tình huống tấn công của đối phương. Khả năng nhảy chuyền đưa bóng đi với tốc độ cao của Nusara vẫn là một sự khác biệt.
Tỷ số bây giờ là 2-5 trong set đấu thứ tư này. Sasi Papron phát bóng. Thanh Thúy điểm dành cho Sport Center One. Tỷ số bây giờ là 6-2. Niềm tin đã trở lại và chúng ta đang thi đấu rất tự tin trong trận đấu này sau khi có được thắng lợi ở set 3. Thanh Thúy sẽ phát bóng. Chắn bóng không thành công trước tình huống tấn công rất uy lực ở vị trí số 4 của đối phương. Người vừa kết thúc có lẽ là Cú Thai Song. Tú Linh! Tú Linh đánh bóng dọc biên rất căng nhưng đối thủ phòng ngự cũng rất hay. Ngay sau đó thì họ tổ chức được một đường phản công để ghi điểm. Trong những trận đấu gần đây, sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị thì chủ công áo số 99 Cú Thai Song cũng là một mũi công rất lợi hại bên phía Diamond Foot. Trà Giang trở lại sân để thay thế cho vị trí của Bích Thủy. Bóng được đưa ra biên cho Tú Linh. Tiếp tục là tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Cú đánh của Thanh Thúy vẫn chưa có điểm. Như Quỳnh. Đối phương phòng ngự quá chắc chắn. Không được rồi. Họ vừa có điểm thứ 5 trong trận đấu này. Khoảng cách đang được Diamond Foot liên tục thu hẹp. Từ chỗ bị dẫn trước 5-1, bây giờ thì họ đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm với tỷ số 4-6. Và bây giờ là 5-6, chính xác là khoảng cách 1 điểm thưa quý vị. Thanh Thúy tấn công hàng sau rất uy lực và chính xác. Đổi vào điểm dành cho Sport Center One. Mặc dù không còn duy trì được một khoảng cách tốt về điểm số nhưng chúng ta vẫn đang có lợi thế 2 điểm trước Diamond Foot ở set đấu này. Tú Linh. Đó là đẳng cấp của Wee Pauwee. Đập bóng cắm sàn vào khoảng trống, không có bất cứ cầu thủ Việt Nam nào phòng ngự. Cầu phát bóng của Wee Pauwee. Cầu thủ có chiều cao chỉ 1m73 thôi nhưng tấn công rất hiệu quả. Đó là pha ghi điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Chúng ta cũng không hề kém cạnh so với đối thủ. Chơi ăn miếng trả miếng. Và bây giờ lại tái lập khoảng cách 2 điểm khi bước vào lượt Technical Timeout lần đầu tiên trong trận đấu thứ tư. Cũng là một tình huống nhảy truyền rất hay của Lâm Oanh dành cho Vi Thị Như Quỳnh. Giây hội ý kỹ thuật đã hết. Một chút lợi thế dành cho các cô gái Việt Nam ở set đấu thứ tư này. Chúng ta đang dẫn trước 8-6. Nguyễn Thị Trinh trở lại sân. Cú phát bóng là Trà Giang. Trà Giang đưa bóng ra ngoài sân. Trà Giang ở giải đấu lần này thì không có nhiều thời gian thi đấu trên sân và cũng không có được cảm giác tốt.
Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là một điểm. Bóng trong sân. Đó là cú đánh tốt của Nguyễn Thị Trinh. Một tình huống đánh bóng có cảm giác hơi với của phụ công mang áo số 15. Nhưng Nguyễn Thị Trinh vẫn có được một pha xử lý chính xác để mang về điểm thứ 9 cho các cô gái Việt Nam. Nguyễn Thị Trinh đã từng là phụ công hàng đầu của Việt Nam, nhưng sau khi chuyển sang thi đấu chủ công và khi trở lại với vị trí phụ công thì sự nhanh nhẹn cũng đã giảm đi rất nhiều. Nguyễn Thị Trinh là một trường hợp ngược lại so với Thanh Thúy. Thanh Thúy ở Nhật Bản thì lại phải đánh ở vị trí phụ công. Và phòng thủ bước 1-0 thành công của Tú Linh. Và tỷ số được san bằng 9 đều. Các đồng đội cho rằng đó là một tình huống mà đối phương đã phát bóng ra ngoài. Tú Linh thì chưa có được cảm giác tốt trong pha bóng đó. Như Quỳnh vẫn chưa có điểm cho Việt Nam. Đối phương đưa bóng ra ngoài sân và chúng ta vươn lên dẫn trước với tỷ số 19. Dù ít hay nhiều, các cô gái Việt Nam vẫn đang duy trì được lợi thế dẫn điểm ở set đấu này. Đó là điều quan trọng. Luôn dẫn trước và tạo áp lực cho đối thủ. Cú phát bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Và xử lý quá hay từ hàng sau của Wee Pawee. Bật rất cao, tưởng như là một tình huống kết thúc bằng một cú đánh với lực mạnh. Nhưng không. Số 14 đã có một pha chạm bóng tinh tế để thực hiện một pha bỏ nhỏ. Bóng rơi vào khoảng giữa cầu trên và cầu dưới của đội tuyển Việt Nam. Và phối hợp đánh nhanh rất uy lực của Nguyễn Thị Trinh nhưng vẫn chưa có điểm. Sau đó thì Diamond Foot phản công tốt và họ có được điểm thứ 11 để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong set đấu này. Thanh Thúy. Pha ghi điểm rất quan trọng của đội trưởng Thanh Thúy giúp cho chúng ta san bằng tỷ số 11 đều. Sự cân bằng đến đáng kinh ngạc trong set đấu thứ tư này. Hướng quan sát không tốt của Trà Giang và Tú Linh sau khi bóng chạm tay chắn. Mười hai mười một cho người Thái. Sasi Papon phát bóng tấn công. Thanh Thúy. Đúng xử lý không thành công của đội trưởng Thanh Thúy. Bóng đã đi ra ngoài. 13-11. Chúng ta xin hội ý. Khúc Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng vừa vang lên ở
các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lật ngược được tình thế trong trận đấu với Diamond Foot ngày hôm nay để giành chiến thắng chung cuộc. Cú đập bóng với một tình huống đóng dấu của Thanh Thúy nhưng chưa có điểm cho Sport Center One. Lần này thì đối thủ phòng ngự không thành công. 12-13. Bây giờ thì không nhìn thấy những sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng nữa. Các cô gái Thái Lan cũng đang chầy ra chóc vẩy trước những gì mà các cô gái Việt Nam đang thể hiện ở hai set đấu gần đây. Anh đang cứu bóng thành công. Thanh Thúy. Và tấn công của Wipawi. Đây sẽ là cơ hội dành cho các cô gái áo vàng. Như Quỳnh, Như Quỳnh đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m. Bóng chạm một cầu thủ áo đỏ nhưng mất bóng rồi. 13-13. Bóng chạm tay của Sasi Papron và đi lên khán đài. Lần nữa thì các cô gái Thái Lan lại vượt lên dẫn trước 14-13. Bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài sân. Phụ công Sasi Vimon phát bóng. Pha phạm đánh nhanh thành công của đội tuyển Việt Nam và đó là tình huống kết thúc của Đinh Thị Trà Giang. Trà Giang cũng được coi là một con bài chiến thuật mà trước khi trận đấu này diễn ra rất nhiều chuyên gia đã nghĩ tới. Và đặt câu hỏi liệu huấn luyện viên Tuấn Kiệt có sử dụng Trà Giang cho trận đấu quan trọng này không? Thanh Thúy hàng sau. Điểm dành cho Thái Lan. Thanh Thúy tỏ ra rất tiếc nuối sau tình huống kết thúc vừa rồi. Bóng không qua lưới. Pha bóng mà Khánh Đăng đã thể hiện kỹ năng truyền hai của mình. Pha xử lý hai truyền của Lâm Oanh. Cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Như Quỳnh. Như Quỳnh đập bóng rất mạnh. Dù có chạm vào vị trí phòng ngự nào bên phía Thái Lan thì bóng thường đẩy đi rất xa. Và chúng ta san bằng tỷ số 15-15. Cầu thủ người Nghệ An thực sự là một mũi công ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó thì Trà Giang lại mắc lỗi phát bóng ra ngoài. Cần phải chắc chiu hơn nữa. Chúng ta đang có một thế trận rất căng ở thời điểm này. Technical timeout lần thứ hai của trận đấu thứ tư này và chúng ta đang bị đối phương dẫn trước với cách biệt là 1 điểm. Điểm này thì đội bóng nào bước một ổn hơn và mắc ít lỗi hơn sẽ là đội bóng có được nhiều lợi thế. Không còn nhìn thấy những sự chênh lệch đáng kể giữa Diamond Foot và Sport Center One như những gì chúng ta đã trải qua trong hai set đấu đầu tiên.
với những mũi công hiệu suất ghi điểm rất cao bên phía đội bóng Thái Lan, cùng khả năng chuyền bóng linh hoạt, tốc độ cao và vô cùng ổn định của huyền thoại Nusara. Như Quỳnh, Như Quỳnh đánh bóng chính xác ở biên 4. Tỷ số được sân bằng 16 đều. Có lẽ Lâm Oanh cần phải đưa bóng nhiều hơn cho Như Quỳnh. Cầu thủ đang ghi điểm rất hiệu quả bên phía đội tuyển Việt Nam. Cầu phát bóng của Lâm Oanh. Cái tình huống phát bóng bay rất khó chịu của chuyền hai bên phía Sport Center One. Khánh đang phòng thủ tốt. Lại là Như Quỳnh. Như Quỳnh ghi thêm một điểm nữa để nâng tỷ số lên 17-16 cho các cô gái Việt Nam. Nusara vẫn đang trấn an những người đàn em của mình. Một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở nhiều mặt trận, chuyền hai đẳng cấp thế giới. Và bây giờ thì Nusara và các đồng đội đang tạo ra một thế trận cân bằng với đội tuyển Việt Nam trong set đấu thứ tư, tỷ số 17 đều. Có vẻ như huấn luyện viên Kaik đã quyết định rút Nusara ra sân để thay thế vào đó là chuyền hai mang áo số 17, Gulapa. Không biết khoảng thời gian tiếp theo có là khoảng thời gian dễ thở hơn cho hệ thống phòng ngự của Việt Nam hay không. Nhưng đối phương vừa phát bóng ra ngoài. 18-17 dành cho các cô gái áo vàng. Nguyệt Anh vào sân để thay cho chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh cũng cần ít phút để nghỉ ngơi sau những tình huống đập bóng rất tốn sức của mình ở biên 4. Ngay lập tức thì Musa đã trở lại sân bên phía đội bóng áo đỏ. Nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của Lâm Oanh. Thanh Thúy, pha xử lý rất hay của Thanh Thúy, tuyệt vời. Nỗ lực phòng thủ tuyệt vời của các cô gái Việt Nam và họ đã được đền đáp với điểm số vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đánh bại hàng chắn và cả cầu thủ phòng ngự hàng sau của Thái Lan. Đó là pha xử lý của đội trưởng Thanh Thúy để giúp cho Việt Nam dẫn trước với tỷ số 19-17. Chúng ta bắt đầu có thể nghĩ tới trận đấu thứ 5. Nhưng lúc này thì vẫn cần phải tập trung cao độ vì khoảng cách cũng chỉ là 2 điểm mà thôi. Nhưng các cô gái Việt Nam đang tạo ra một thế trận tốt trong 2 trận đấu liên tiếp. Tiếp tục là cầu phát bóng của Nguyệt Anh. Bóng ngoài, điểm dành cho Việt Nam. 20-17. Và có lẽ đội bóng áo đỏ sẽ quyết định sử dụng quyền challenge. Không biết trong trận đấu này thì Thái Lan đã sử dụng hết quyền challenge của họ hay chưa. Nhưng nếu đã sử dụng hết rồi thì đó sẽ là điểm dành cho Việt Nam. Không còn quyền khiếu nại nữa. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Trọng tài biên xác định bóng ngoài sân. Điểm thứ 20 đã được dành cho các cô gái Sport Center One. Không được rồi. Tình huống xử lý bước 2 của Nguyễn Thị Trinh đã mắc lỗi. 18-20.
Lucara sẽ là người phát bóng bên phía Diamond Foot. Thanh Thúy chưa có điểm. Pha tấn công ở vị trí số 4. Đây sẽ là cơ hội để phản công dành cho Tú Linh. Thanh Thúy liên tục thay đổi các mũi công. Hai đội bóng đều có khả năng tấn công đa dạng và đối phương vừa có được một tình huống ghi điểm ở vị trí số 2 với pha kết thúc của Wipawi. 19-20. Những diễn biến có thể nói là căng hơn dây đàn. Khoảng cách giữa hai đội luôn được duy trì rất xít sao. Chưa thể nói trước được điều gì cho trận đấu này. Trận đấu mà Việt Nam của chúng ta buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng. Rất cần sự trở lại của Vi Thị Như Quỳnh ở thời điểm quyết định cho trận đấu thứ tư này. Nhưng có vẻ như chủ công người Nghệ An vẫn đang nghỉ ngơi để lấy lại sức. Và đánh nhanh tốt của Nguyễn Thị Trinh và tỷ số là 21-19 cho các cô gái Việt Nam. Lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền cũng như lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đều đang góp mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu vô cùng hấp dẫn này. Và chúng ta vừa có thêm một điểm nữa với tình huống chặn bóng tốt. 22-19. Tình huống tấn công không thành công của Sasi Papron. Đó là tình huống block của Thanh Thúy. Và đối phương đã quyết định khiếu nại. Như vậy ở tình huống trước đó thì đối phương vẫn còn quyền khiếu nại, nhưng đã có một trục trặc nào đó khiến cho Diamond Foot đã không thể sử dụng quyền challenge của mình ở tình huống mà họ mất điểm. Bây giờ thì họ nghĩ rằng chúng ta đã mắc lỗi lưới. Tình huống challenge thì chúng ta chỉ có 5 pha bóng để có thể khiếu nại mà thôi, bao gồm các lỗi lưới, bóng chạm tay chắn, bóng trong ngoài, bóng chạm cột anten hay là lỗi dẫm vạch. Và có lẽ trong tình huống trước đó thì ban huấn luyện của Diamond Foot đã đưa ra một quyết định không hợp lệ để có thể challenge. Đây là pha khiếu nại của bóng Thái Lan. Bóng chạm lưới trước, sau đó chạm tay của Thanh Thúy và chúng ta không mắc lỗi ở tình huống vừa rồi. Lưới đã rung lên trước đó và ban huấn luyện của Thái Lan nghĩ rằng các cô gái của chúng ta đã mắc lỗi, nhưng không, điểm dành cho Việt Nam. Quyết định khiếu nại không thành công của Diamond Foot. 22-19. Thanh Thúy vẫn chưa có điểm cho Sport Center One. Thêm một cơ hội tấn công dành cho các cô gái Việt Nam. Tú Linh rất nỗ lực nhưng không thể phòng thủ. Lâm Oanh và Thanh Thúy đã va vào nhau. Một tình huống thi đấu đầy quả cảm, thực sự rất đáng khích lệ. Xả thân, một sự xả thân của các cô gái Việt Nam. Rất nỗ lực không chịu bỏ cuộc. Và chúng ta đang có lợi thế 2 điểm ở thời điểm này. Đây là cầu phát bóng của Sasi Papron. Thanh Thúy
Lỗi 4 chuyền. Không phải, trước đó là lỗi 2 chuyền của lỗi 2 chạm của các cô gái Thái Lan. Điểm thứ 23 dành cho Việt Nam. Chúng ta đang đến rất gần với chiến thắng trong xét đấu thứ 4, cũng như việc đưa trận chung kết trong mơ này vào xét đấu thứ 5 quyết định. Hãy cố lên các cô gái Việt Nam. Cầu phát bóng của Thanh Thúy. Cú đập bóng rất mạnh từ biên 4 của Cu Thai Song. Bóng đã chạm tay của Trà Giang, nhưng hàng chắn của Sport Center One đã không thể ngăn cản được tình huống tấn công của chủ công bằng áo số 99. 21-23. Tú Linh. Và xử lý hai chuyền hay của Lâm Vũ Anh. Lâm Vũ Anh là người luôn biết cách để lại dấu ấn với những tình huống tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Trong những trận đấu đã qua, đặc biệt là trong trận đấu với Liêu Ninh Đông Hùa của Trung Quốc tại bán kết, Lâm Vũ Anh là người đã làm được những việc như vậy. Ghi điểm ở những thời khắc vô cùng quan trọng và đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Việt Nam. Đây là một điểm số rất quan trọng cho Sport Center One. Chúng ta đang có 3 cơ hội giành set point ở set đấu thứ 4 này. Tú Linh phát bóng. Không được rồi. Số được rút ngắn xuống 22-24. Rất hồi hộp thưa quý vị, nhưng chúng ta vẫn còn 2 cơ hội để giành set point nữa. Cần phải thật sự tập trung. Như Quỳnh đã trở lại bên phần sân của Sport Center One. Đây là Như Quỳnh. Điểm dành cho Việt Nam và chúng ta giành thắng lợi trong set đấu thứ 4 để đưa trận chung kết kịch tính và hấp dẫn này vào set 5 quyết định. Quá tuyệt vời các cô gái Việt Nam. Thua trước 2 set nhưng chúng ta đang làm nên một màn lội ngược dòng khiến cho tất cả người hâm mộ đều phải vô cùng phấn khích ở thời điểm này. Các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, các lãnh đạo của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cùng đông đảo người hâm mộ góp mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngày hôm nay đang được chứng kiến thời khắc lịch sử. Chúng ta đang tạo ra quá nhiều khó khăn cho Diamond Foot đại diện của Thái Lan, và có lẽ đây là trận đấu khó khăn nhất mà một đội bóng Thái Lan phải đối mặt khi chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bầu không khí quá tuyệt vời tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có sức chứa 3.000 chỗ ngồi, và ngày hôm nay thì có lẽ là không còn bất cứ một ghế trống nào nữa. Các cổ động viên đã tràn xuống phía dưới sân và cả tranh nhau từng chỗ trên những chiếc cầu thang để có thể theo dõi mọi diễn biến của trận đấu này. Một trận đấu quá hấp dẫn, một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, một màn đọ sức đỉnh cao giữa Việt Nam và Thái Lan. We'll be right back.
những điều chỉnh từ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đầu ở set đấu thứ 3 khi đưa Thanh Thúy sang đánh đối chuyển, giữ trên sân chủ công Tú Linh và Như Quỳnh. Thực sự là một chiến thuật khiến cho ban huấn luyện của Thái Lan có lẽ là bị bất ngờ và không kịp trở tay cho tới thời điểm này. Chúng ta đã thắng được 2 set liên tiếp để đưa trận đấu vào set đấu thứ 5. Những lúc này thì vẫn cần sự tập trung cao độ, bởi khoảng thời gian của set 5 sẽ không kéo dài. Đội bóng chạm được điểm 15 sẽ giành được thắng lợi. Chúng ta cần phải chắc chiu từng điểm một, nỗ lực trong từng pha bóng một để có thể hướng tới chiếc vô địch tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023. Lâm Oanh và các đồng đội đang có cơ hội viết nên lịch sử. Đây đã là thành tích lịch sử của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi này với việc lọt vào chung kết. Nhưng chúng ta có thể đặt một cột mốc cao hơn nữa bằng chức vô địch ở giải đấu này. Và phát bóng của Lâm Oanh để mở màn cho set đấu thứ 5. Những điểm đầu tiên đã thuộc về Diamond Foot. Một tình huống đánh bóng của ngoại binh Natasha. Bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Như Quỳnh, Như Quỳnh đánh bóng tốt giúp cho Việt Nam sẽ bằng tỷ số 1 đều. Chủ công sinh năm 2002 cũng là cầu thủ ít tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này. Trong khi đó thì người lớn tuổi nhất là Trà Giang, hơn Như Quỳnh 10 tuổi. Nỗ lực cứu bóng của Như Quỳnh rất cố gắng. Chắn bóng hay. Thanh Thúy đang khiếu nại với trọng tài số 1. Có lẽ Thanh Thúy cho rằng đối phương đã mắc lỗi dính bóng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đúng là bóng đã chạm người của Sasi Papron 2 lần. Trước tiên là chạm mặt, sau đó chạm tay và gãy sang lưới. Nhưng cả hai trọng tài thì đều không quan sát được tình huống đó. Lẽ ra đó phải là tình huống mà đối phương đã mắc lỗi hai chạm. Nhưng chúng ta đã san bằng được tỷ số 2 đều. Khiếu nại của Thanh Thúy là chính xác, nhưng tổ trọng tài cũng đã mắc sai lầm ở tình huống vừa rồi. Tú Linh. Và đập bóng của Huy Pa Huy. Đây là Thanh Thúy, điểm dành cho Việt Nam. Chúng ta dẫn trước 3-2. 3-2 dành cho Sports Center One trước Diamond Foot trong set đấu quyết định. Dành cho các cô gái Việt Nam. Đó là tình huống dứt điểm của Natasha. Nguyễn Thị Trình tiếp tục phát bóng. Nhưng đối phương vừa có một pha phối hợp tấn công tốt ở vị trí số 3. Đó là tình huống ghi điểm của Tichakon Bullet. Và ngay sau đó thì vũ công mặc áo số 19 sẽ là người phát bóng cho Thái Lan. Bỏ nhỏ. Pha xử lý là của Thanh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho Sports Center One. Trần Thị Thanh Thúy. Tiếp tục là cơ hội cho chúng ta. Tú Linh, Tú Linh ghi điểm và tỷ số được nâng lên 5-3 cho các cô gái Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta không thấy bất cứ sự chênh lệch nào nữa về đẳng cấp của hai đội bóng.
khi mà tinh thần của các cô gái Việt Nam đã được đẩy lên cao độ. Họ tự tin hơn nhiều khi đã có được những set thắng đầu tiên và bây giờ luôn là những người dẫn điểm. Natasha vừa có một pha kết thúc chính xác ở vị trí số 2 để rút ngắn cách biệt 4-5. Với sự cân bằng của hai đội bóng thì rất khó để có thể tạo ra một cách biệt lớn ở thời điểm này. Ngoại binh người Serbia sẽ thực hiện cú phát bóng của mình. Tú Linh, Tú Linh lại ghi điểm rồi. Đó là tình huống kết thúc ở biên 4 của Trần Thị Tú Linh. 6-4 cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay khi Kiều Trinh đã không thể phát huy được sức mạnh trước hệ thống phòng thủ của Diamond Foot thì số 11 vẫn đang đứng ngoài sân cùng những người đồng đội để cổ vũ hết mình cho các cô gái Việt Nam. Chúng ta vẫn đang có lợi thế dẫn điểm ở thời điểm này. Pha ghi điểm vừa rồi là của Wipawi, tỷ số là 5-6 trong set đấu thứ 5. Như Quỳnh, điểm dành cho Sport Center One. Lúc này thì đội bóng nào phát bóng, đội bóng đó sẽ mất điểm. Cả hai đội đều không thể phá được bước 1 của đối phương với những tình huống phát bóng của mình. Và sau đó đều phải nhận đòn phản công. Niềm vui dành cho Như Quỳnh và các đồng đội. Chủ công người Nghệ An có những pha đập bóng với lực rất mạnh và bóng thường bung tay chắn đi ra ngoài. Pha chuyền bóng quá hay của Nusara dành cho Sasi Papron. Chúng ta có thể thấy được sự linh hoạt và đẳng cấp của chuyền hai sinh năm 1985 bên phía Thái Lan. 6-7. Vẫn là đội bóng nào giao bóng thì đội bóng đó mất điểm. Như Quỳnh, cơ hội tấn công cho người Thái. Sasi Papron, chúng ta chặn bóng tốt. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Sport Center One. Thanh Thúy bỏ nhỏ, không được. Pha vào đà chưa thực sự thuận lợi của Thanh Thúy. Khánh đang phòng thủ quá hay. Thanh Thúy vẫn chưa có điểm. Nỗ lực cứu bóng không thành công của các cô gái áo vàng sau một loạt bóng bền. Và Diamond Foot đã san bằng được tỷ số 7 đều. Chúng ta đã có được một tình huống phòng ngự rất quả cảm. Nhưng đối phương cũng phòng thủ rất hay trước những cú đập bóng của Thanh Thúy và cả Như Quỳnh nữa. Đúng là xả thân mình để cứu bóng. Vừa rồi thì Tú Linh thậm chí còn va vào cả cột lưới. Chắn bóng tốt và chúng ta lại vượt lên dẫn trước. Hai đội sẽ đổi sân. Và Việt Nam đang có lợi thế một điểm trong trận chung kết này ở set đấu quyết định. Chúng ta đang tiến trước đối thủ một bước. Một bước rất nhỏ thôi nhưng lợi thế ở thời điểm này cũng là khá lớn. Bởi mỗi điểm số ở set đấu thứ 5 này là vô cùng quan trọng. Chiến thắng đang ở gần chúng ta hơn. Và đây là lúc mà các cô gái Việt Nam cần thể hiện được sự tập trung và tinh thần chiến đấu của mình. Họ đã trở lại kể từ set đấu thứ 3. Và bây giờ liên tục là người có lợi thế dẫn điểm. Nhưng lợi thế đó cần phải được cụ thể hóa bằng một chiến thắng. Cú phát bóng của Lâm Oanh. Phòng thủ thành công.
tiếp tục tấn công ở vị trí số 4. Pha xử lý hai chuyền hơi vội vàng của Lâm Oanh, nhưng chúng ta vẫn phòng ngự tốt. Như Quỳnh, Như Quỳnh đánh bóng chạm tay chắn và bóng đi ra ngoài. 9-7 dành cho các cô gái Việt Nam. Đối phương phải xin hội ý rồi. Rất khó để có thể chắn được những tình huống dứt điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Lực của bóng là rất căng và rất mạnh. Thường sau khi chạm tay chắn thì sẽ văng đi rất xa. Chắn thành công mũi công Cú Thái Song và chúng ta đã tạo ra cách biệt 3 điểm ở thời điểm này. 17 dành cho đội tuyển Việt Nam. Thái Lan cũng đã gửi đi những đội tuyển quốc gia dưới màu áo các câu lạc bộ. Và tới năm 2009 thì họ mới có được chiếc cúp vô địch đầu tiên ở ABC Club. Cú Thái Song, bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định điểm dành cho đội bóng áo đỏ. Có vẻ như bóng đã chạm tay chắn của chúng ta. Như Quỳnh, bóng lại chạm tay chắn của các cô gái áo đỏ rồi. 11-8 dành cho đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách 3 điểm vẫn đang được duy trì. Lợi thế rất lớn dành cho đoàn quân của huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở thời điểm này. Như Quỳnh phát bóng, thật sự là những phút giây nín thở đối với các cổ động viên. Phối hợp tấn công nhanh thành công ở vị trí số 3. Ngày hôm nay thì các phụ công của Thái Lan chơi tốt hơn so với các phụ công của Sport Center One. Đoàn Thị Xuân được đưa vào sân và có lẽ chúng ta sẽ trở lại với chiến thuật ban đầu để đẩy Thanh Thúy về vị trí chủ công quen thuộc. Bóng ngoài! Điểm cho Việt Nam 12-9. 3 điểm nữa để hướng tới chức vô địch của giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2023 Cúp VTV Cup. Và chúng ta cũng đang cách Diamond Foot 3 điểm. Người Thái có vẻ như cũng đang bắt đầu cảm nhận được mùi thất bại ở trận đấu ngày hôm nay. Natasha chắn bóng thành công và 13-9 dành cho đội tuyển Việt Nam. 2 điểm nữa thôi, chúng ta sẽ là nhà vô địch của ABC Club 2023 và sẽ góp mặt ở đấu trường thế giới. Đây sẽ là một trải nghiệm mà nhiều thế hệ của bóng chuyền Việt Nam có mơ, có lẽ là cũng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng ngày hôm nay Thanh Thúy và các đồng đội đang đến rất gần với giấc mơ này. Ta đã có một thế hệ vàng từ thời Ngọc Hoa, Kim Huệ. Nhưng bây giờ chúng ta đang có một thế hệ vàng khác với Thanh Thúy và những người đồng đội của mình. Khoảnh khắc lịch sử chỉ còn cách các cô gái Việt Nam có 2 điểm nữa thôi. Chúng ta đang hơn Diamond Foot 4 điểm ở set đấu thứ 5. Nguyễn Thị Trinh phát bóng, chắn bóng tốt và điểm thứ 14 dành cho đội tuyển Việt Nam. Messboy, 5 cơ hội dành Messboy cho các cô gái Việt Nam.
niềm vui vỡ òa dành cho tất cả các cổ động viên đang có mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng như những cổ động viên theo dõi qua phần tường thuật trực tiếp của VTV Cup. Xử lý bước 1 không thành công. Tình huống vừa rồi là pha phòng ngự của Đoàn Thị Xuân. Vẫn còn 4 cơ hội để chúng ta ghi điểm quyết định ở trận đấu này. 10-14. Chậm lại một chút. Rất chính xác. Có lẽ là huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã bằng kinh nghiệm của mình để xin một lượt hội ý ở thời điểm này. Giảm đà hưng phấn sau khi Diamond Food đã có được thêm một điểm và giúp cho các học trò của mình tĩnh tâm lại một chút trước thời khắc lịch sử. Một điểm nữa thôi, chúng ta sẽ là nhà vô địch. Chiếc vô địch này có lẽ còn quý hơn cả tấm huy chương vàng SEA Games, xét về một góc độ nào đó. Với chất lượng chuyên môn của các đội bóng tham dự giải đấu lần này, chúng ta sẽ vươn ra tầm thế giới thay vì chỉ ở khu vực Đông Nam Á và xếp sau cái bóng Thái Lan. Cơ hội! Việt Nam vô địch! 15-10 cho trận đấu thứ 5 và chúng ta lội ngược dòng vô cùng ấn tượng. Một chiến thắng ngoại mục sau khi để thua trước hai Séc và lật ngược dòng trước người Thái bằng chiến thắng 3-2. Vỡ òa tất cả các khán đài. Có lẽ những giọt nước mắt sẽ rơi ngay sau đây với thời khắc lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy và các đồng đội đã làm được. Lần đầu tiên chúng ta đánh bại người Thái. Năm ngoái tại ABC Cup chúng ta đã để thua đối thủ 0-3. Còn bây giờ thua trước 0-2 nhưng thắng ngược 3-2. Mặc dù đây chỉ là một câu lạc bộ của Thái Lan nhưng họ, sức mạnh của họ cũng không khác nào đội tuyển Thái Lan. Trong đội hình có 4 tuyển thủ quốc gia, có truyền hai huyền thoại Nusara và có cả ngoại binh nữa. Nhưng đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có một trận đấu thi đấu bằng tinh thần quả cảm cùng sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Chúng ta sẽ có tấm vé để đại diện cho châu Á, đại diện duy nhất của châu Á để tới với giải vô địch các câu lạc bộ thế giới diễn ra vào cuối năm nay tại Trung Quốc. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm quyết định của Đinh Thị Trà Giang. Tuyệt vời các cô gái Việt Nam. Những giọt nước mắt của Thanh Thúy và các đồng đội cũng như là ban huấn luyện của Sport Center One. Chúng ta đã có một mùa giải thực sự đáng nhớ. Thanh Thúy từ Nhật Bản về Việt Nam với rất nhiều những khó khăn,